See Hatch. And what did Burke want with it? Well, I don't know. I don't even know what the lifeboat protocol is. It's a sanctuary designed to shelter a list of Monarch's essential personnel to weather the storm until they can develop a solution. Essential personnel. So that means that I'd be on that list, right? Not under Paul Serene's lead, you wouldn't. He's failed to see the value in his own people. Too consumed with grand ideals and delusions. You know what I find to be the most terrifying notion on this planet? The idea of God. Simply the idea. A being with that much power. The ability to take and give so freely. That kind of control. It should be feared, not worshipped. Yet people believe in it. Just as people believe in Paul Serene. See, what's so scary about God? Isn't his control, but rather, if he ever lost it, Paul Serene's become unhinged, Charlie. He's triggered a catastrophe. He has the chance to fix it, but he's choosing not to. He's choosing to let things end. Name of time. And this is where we come in. We risk too much leaving the keys to the kingdom in one man's hands. We need insurance. There's something called the CFR. It's a crucial key to our survival and must remain safe. But as long as Paul is the only one with access to it, it isn't. With access to the CFR, I would take over. Get Monarch back on track, and once I do, restructuring would be in order, Charlie. Restructuring that would see you as my right hand. I'd be on the list. Absolutely. Then I need to go back to Monarch. And that sort of privilege escalation, it can only be done from the inside.
That's good. I put the island on lockdown, but the pump house on the west side has an old supply tunnel that runs beneath the bay. No one knows about it. You'll go unseen. Time is of the essence, Charlie. Better get to it. Commander Davis. Yes, sir. Head to the perimeter lab. We're moving forward. The frequency of the stutters is still unpredictable, but they're persistent. Erratic, but persistent. I need certainty. If I initiate the protocol, there's no going back. Mr. Serene, something like this. There is no certainty. We've never dealt with it before. How long? We've been running Dr. Amaral's simulations. It's hard to say without her to confirm, but... Just give me a time. The Joyce Field could collapse within 8 hours. Mr. Serene, if you're going to proceed, now would be the time to decide. Fiona. Hey, bud. Where you going? You're right. Time's ending, just like you said. And the lifeboat protocol? It's a place. They built it to protect people from the fracture. And the only problem is there's a list, and anyone who's not on it is pretty much fucked. But if we make it back to the mainland, I can get us on the list. All of this entire island is on lockdown. How are we gonna do that, Charlie? There's a tunnel. Hey, all right, if you are lying to me this time, I swear to God. Get off! Tired of shit. I don't know why you're doing this, but I don't have to put your name on shit, motherfucker. What'd you do to him? He's fine. I'm gonna tell you why you're gonna put me on that list. I got a pregnant wife at home, and she's the only thing that I am thinking about right now. So if you get in the way of me protecting her, I swear to fucking God, next time, you will not catch your breath. Lead the way. Minutes out, Mr. Hatch. Yes. Mm-hmm.
I've come to free you, my friend. This imprisonment, it's unsettling. It's time for you to rejoin the others, to return to the infinite. You okay? Yeah. Yeah, I'm good. We need to get... Get on the fucking ground! Hey, ground. No, we're with Monarch! What don't you understand? No, get on the ground! Hey, no. Hey, I'm the one that called it in. I'm Hatch's guy. Wincott? Yeah. Where's she? She's... Chronon scientist. She's important. We have to get her back to Monarch right away. Please. Get the fuck out of here. Now! Yeah. Gibson, I got Burke. Fiona! Fiona, you gotta listen. Hey! Ah! Shit, you killed him! Fuck! Hey! I didn't know that they were gonna kill him. What was I supposed to do? Huh? You led me on and then you kidnapped me. This isn't about you, Charlie! Are you stealing this car? Just get the fuck out of here. No, you're gonna need me. I got what I needed out of you. Yeah, I'm getting used to it. Why don't you open your eyes? The world is about to end. I'm trying to do something. Yeah, you're a real hero. Fuck you. Nurse, huh? I'll see you there. Burke, you fuck. You know, I'm really gonna enjoy killing your wife.
Commander Davis? Davis and his team. They're all good men. Monarch's finest. Paul, what about my treatments? I'm afraid so. You know what this means. You don't know for sure. I'm a danger! You let this happen! Jack, he wants me to become you. He wants me to suffer until the end. Joyce and Wilder. But what was troubling me is who got them into Kim's lab. She paid a visit while she was thought to be missing, minutes before the explosion. Paul. Paul, will you listen to me? Look, it's time you see her for who she really is. This was her parting gift. They forced her. She's trying to destroy you, She's Paul. Trying to help me. Oh, Jesus, but... Look at you. The smartest man I know. Blinded by a fool's love. Paul, what are you planning on? Sophia's loyal. She's gotten inside your head. She's always been loyal. You need to think about this. If the fracture's happening now, I owe this to her. I need to wake my family. I'm afraid we have no time. Thank you.
Monarch Hurdle will bring it to you now. Good evening. You weren't expecting somebody this handsome, either. Unfortunately, Mr. Serene is just... Liam? Hey, pal. I'm glad you could make it. I was just telling your girl here how concerned about you we've been. Emily, we need to go. Go? What's the rush? Emily, let's go. Emily, give me the keys. Give me the keys, get Emily. Away from me, get Emily, away. Listen. No. Listen, no. Please, please, please. This is not who I am. This is not. I'm telling you, I never felt good doing this. I never felt good doing this. But it's the only thing I knew how to do. And when I got back, I couldn't find anything. I couldn't find anything to do. And Monarch, they found that useful, and they put me to work. I swear to God, I couldn't stand being alone. So every Tuesdays and Wednesdays, I would walk down the street because it was the only two nights at the bartender. She wasn't at school. And I told myself every night to ask you out. It took me a fucking year. Emily, if Mama, if they gave me structure, you give me purpose. I did this to protect you. I did this to protect us, our family. I did this to protect our family. And Emily, you have to listen to me. Something terrible is coming, and I will explain to you on the way, but we have to move. We have to move right now. If you will just let me, if you will just let me protect you one last time. It's Pierce. I'm at the perimeter lab. Sir, I have some information about Martin Hatch. I want him apprehended.
immediately. You took the one thing Mr. Serene needed to survive, Dr. Amaroth. That made you priority one. Yeah, they made that clear. Monarch lined every escape route with barricades, roadblocks. I had to get to the mainland, but I couldn't do it by car. Needed a new plan. All right, let's go. Beth, I think I'm gonna need a ride. The streets are too hot. Okay, và mình chuyển sang chương 4 của nhau, nhưng mà phần 1. Và chúng ta vừa mới coi một cái đoạn live action xong, khá là hay. Gì đây? Gì cụ tè? Nhưng mà không hiểu lắm, đèn chói quá. Không thấy gì từ gì mà không mở nữa. Nhưng mà bây giờ cái đường đi xuống đây duy nhất thôi. Mở cửa nào. Ủa, không phải mở cửa hả? Lộn, mình cứ tưởng mở cửa chứ. Mình nghĩ chắc là lên đâu đây nha. Chính xác là vậy, nhưng mà mình vẫn không biết cái đường lên gì. Đây, để tìm đường coi. Đây, có chỗ nè. Tại vì cái đồ vật dụng này nó không phải chỉ đơn thuần nó đặt chỗ đó thôi. Nó phải có cái mục đích gì đó mà nhà làm game nó phải để sẵn hết rồi. Cho nên chúng ta phải tận dụng hết những kỹ năng gì đây. Bông bầu mà phải không ta? Mấy giờ nó còn vẽ cái hình bông này lên đây nữa ha. Má, người dân giờ có tâm ghê. Má còn... có vẻ như công ty mình không rõ là công ty nên nó làm gì, nhưng có vẻ được chiều lòng người dân lắm. Mình nãy mình bữa tập trước mình cũng thấy là một tấm poster gì bảo vệ cái tương lai của bạn, tức là nó phải làm gì đó như bảo hiểm nhân thọ vậy. Không hẳn là bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà có cái gì đó đặc biệt. Và chúng ta có thể nào đi nhanh hơn một tí được không ta? Ok, và chúng ta không còn cách nào khác. Và bây giờ cái bộ đàm nó sẽ chuyển sang tần số của tụi Monarch. Và có lẽ chúng ta phải xuống ngay cái cảng nhỏ phía dưới và dưới cái cầu á. Và chúng ta phải trước tiên thì trước mắt là phải ra khỏi cái tòa nhà này ra. Tính gì tính thì cũng phải ra cái tòa nhà này chứ ra. Mà có vẻ như chúng ta phải chiến đấu thôi. Không có cách nào mà chúng ta vượt qua chỗ này mà chúng ta không bắn ai nữa. Hơi nhân từ. Không có nút chạy hả trời. Get to bed and Sophia. Các bạn nhìn mà hai người đó vẫn chưa thoát ra khỏi chỗ này. Cho nên là mình vẫn phải what the fuck. Hình như mình vừa mới làm dừng thời gian thì phải. Nên mình nghe chiếc sau gì cũng bị phát hiện, cho nên dừng thời gian cũng không có gì đặc sắc hơn. Ok. Nhưng mà nếu mà kêu mình bắn thì chúng chắc cũng không sao đâu. Ngại gì vết bẩn. Quất luôn. Ê. Đồ nhảy xuống kinh quá ta. Wow, cái gì? Don't come up here, man. Monarch's got this whole place locked down.
Ôi thằng kia nó nhắc mình là đừng lên chỗ này mới ghê chứ vừa thì chứ. Ôi má vừa nói cái thằng kia mất tiêu luôn rồi. Nhưng mà giờ bù lại cho ba đây có ba thằng. Sao toàn súng lục vậy? Đạn thì hết, súng thì cũng có. Bắn nó luôn chứ sao vậy? Ôi má, bắn nhầm mới tiếp tục chứ. Nó cũng hơn mấy anh này chắc các bạn nó hồi đạn lại cho mình được. Wow, wow, wow. Kiểu như mình muốn chơi lại ngay lúc này nữa nha. Cho nên cái gì cũng phải cẩn thận một tí. Nếu đạn hết thì bó tay. Live machine gun. Có thể cộng 10 viên. Shotgun đó mày, shotgun đó mày. Ok, mình thiết nghĩ mình nên cầm shotgun này được rồi đó. Tặng những hai viên luôn. Một viên ngay đầu, không chết nữa. Tao con mày. Ồ, không chết thiệt. Ủa, sao mấy này dai vậy? Một viên ngay đầu nha con. Không chết, ồ, đồ đồ ngay đầu mình có thằng nữa. Một thằng nữa nè, đó. Shotgun cũng hiệu quả nhưng mà kiểu như bắn một viên mà phải đứng gần. Cái này nó quay chậm quá. Ờ này giống như cái gameplay demo của hồi đó trên E3 đó. Trước mắt phải đi tìm đạn thôi. Muốn bắn cái thằng này là phải có đạn. Chứ không thấy bắn nào bắn dễ dàng được. Nó không biết chết không ta? Tại lâu lâu mấy thằng này nó không có chết. Nó bự vậy đó. Đó phải nhắm cái đầu, tiết kiệm đạn mức tối đa luôn á. Ok, và chúng ta còn một thằng mặt xuống đằng kia. Ok. Nhưng còn 32 viên đạn nó cũng không có khác gì mấy đâu trời. Đó đứng đây bắn là đó. Nó về chỉ nước nã đạn nha người này thôi sao vậy. Má còn 3 viên, bởi trưởng thì. Này thì bắn bố mày nè. Bắn tiếp mà con. Bắn tiếp đi con. Đù. Kill cam quá đẹp quá đẹp. Thằng này thì chắc phải có súng rồi. Đạn dược nạp thêm nè đó. Live machine gun thế nào phải có thôi. Shotgun thì hết rồi cho nên phải chuyển sang dụng này. Nó không có nút chạy hết trời. Sao giờ nút chạy chạy hết đường rồi. Chúng ta gần tới rồi. Chúng ta họ phải kiên trì thêm một tí nữa. Đang cố gắng chạy qua nè. Ok, lên chỗ này tiếp rồi. Commander Ogawa, người Nhật ấy. Thì ra ông này người Nhật. Ok. Má lầy vậy má, má mém nữa là mình linh dĩa luôn rồi. Má, mình không thể nào chết dễ dàng gì được. Má nhiều lúc nó nhanh quá, có khi còn không kịp dừng thời gian lại nữa chứ. Má nhìn nè. Té văn sáng nha con. Làm việc cho kẻ ác làm gì má, gọi quả báo thôi. Giờ không biết đi đâu nữa ta. Rồi má nhìn nè, chết một đứa rồi. Má tụi này nó ác gì đâu á. Ác vãi liền, ra khỏi Riverboard đi đúng rồi đó. Này thì nó cũng có vẻ có tâm đó chứ. Nhưng mà có vẻ như là nó vẫn chưa được việc. Ok. Thế lại như lai thần trưởng rồi. Chết mẹ rồi.
Ồ, hai ba thằng nữa hết trời. Wow, thanh niên chạy đâu vậy? Ồ, mấy thằng này nó vẫn dính thời gian của mình à. Ủa, mình cứ tưởng là những thằng này nó không dính với ta. Nhưng mà như nó vẫn dính thì sao á, có mỗi thằng này đâu. Ôi, ôi vãi trưởng thiệt. Vãi cái đái. Wow, mình không muốn mà phải ăn hành gì đâu. Mấy này nó khó chơi quá, khó sợ quá. Đã thêm gặp những thằng xung quanh á, mình là cần phải xử lý những thằng xung quanh này hơn. Rồi thằng mặt phải để xử lý sau cùng đó. Đó, cuối cùng cũng chết. Đó, chết điện quỷ. Wow, có vẻ mình không thích cái vụ này cho lắm. Mà mỗi lần mình bật shield lên á, là nó được cái là nó dừng thời gian một khoảng ngắn. Đó, phải bắn mấy đằng sau lưng đó. Wow, chúng ta phải cẩn thận, Tại mấy thằng này nó bật ra lẹ lắm. Đó, chính một lần chúng ta chỉ cần bắn có hai lần là nó lên dĩa rồi. Nó nạp đạn lẹ lẹ tí. Wow. Chết đi em, chết đi trời ơi, má bắn gì mà không chết hả trời. Má mình nhắm kỹ lắm rồi, chết đi mập. Ôi nhìn skill mình hồi liên tục luôn hay sao ta. Đúng rồi. Skill hồi liên tục luôn mà. Chết đi mập. Thằng mập. Chưa chết nữa hả? Chết chưa? Get across the bridge. Ok. Ôi giờ này, nó chết thật rồi. Chỉ như nó đang bị giờ thời gian thôi. Ồ, hên quá. Ok. Nói chung thì có súng xài vẫn hơn. Bây giờ mình phải tìm đường ra khỏi chỗ này. Ok, quá mặt thì chung phà nãy khó nhằn thiệt, nhưng mà không sao. Chúng ta đã làm quen được cái tụi này rồi. Đù, thuyền đẹp vãi. Ok. Ôi coi nè, chim nó dừng lại luôn nè. Má đang bay mà bay má lẹ muốn rớt cứt luôn. Miếng trò này nhìn như Need for Speed mà cái khung cảnh của Need for Speed vậy đó, đẹp thiệt á. Nếu các bạn nào chơi Need for Speed rồi, bạn thấy Need for Speed kỳ 2015 này đẹp với cỡ nào. Một cái tựa game mà mình thấy đua xe mà thấy đáng giá như hiện tại. Và các bạn nên chơi thử, chơi sẽ là ghiền á. Mình chơi max level luôn rồi. Hiện tại là mình không có chơi nhiều nữa. Nói có gì đó không ổn. Có vậy chúng ta tới không đúng lúc và cũng không đúng thời điểm nữa. Wow. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì nó bắn là mình mất máu liên tục luôn, mình hoảng loạn quá đi thôi. Ok. Có lẽ như chỗ này nó hơi khó khăn rồi đó. Đương nhiên coi. Giờ làm gì nhảy qua đây tiếp không ta? Wow. Có cinematic nữa hả?
Mỗi lần làm dừng thời gian kiểu này má đứng tim thì chứ trời. Có vẻ như không ổn cho lắm. Đó, phải gì chính xác nha nè. Ồ, cái bạn này chịu không biết chịu được trọng lực của mình không? Mình nghĩ là nó nặng gì, nó đâu có chịu được trọng lực của mình đâu ta. Biết là thời dừng thời gian lại, nhưng mà lúc mà mỗi lần mình làm cái gì đó hoặc cái gì đó nó không chịu được thì nó vẫn rớt xuống chứ nhỉ. Thì thời gian nó cứ dừng rồi luôn mà nó chịu được tất cả mọi lực hay sao á. Thấy nhiều lúc nó cũng hợp lý, nhưng mà nhiều lúc nó cũng không hợp lý vậy lắm. Nhưng cái chỗ này đi làm sao ta? Đồ, hay vãi. Lâu lâu phải làm mấy cái pha mà để đẩy cái miếng này lên. Đó, phải qua từ từ vậy. Cái mà bấm hết thì nó lại không dừng rồi được. Khó quá, không mình hơi khó đó. Ok, qua. Qua tiếp. Mà mỗi lần này giống như đi parkour vậy đó. Lên. It was getting much. Ôi, có vẻ như không an toàn rồi lắm. Sao qua được phía bên kia ta? Đó, quá hay. Wow, phải cẩn thận một tí. Đi mà cứ bang bang chỗ này chắc là chết quá. Ok. Nè, cái gì đó, không ổn rồi đó. Nè, bắt đầu thấy ghê. Timelines overlapping, and it was gonna get worse unless we could stop it. You don't understand the power you're wielding. You need to hand this technology over to Monarch. I've prepared for what happens next. You say you're prepared, but no part of this plan of yours involves stopping it from happening. Even if I fix William's machine, what could you possibly hope to achieve? The end of time is coming. There's no way to... Hey! This isn't a debate. I just watched a ship fast forward through a fucking bridge. Time is running out. And the fracture's getting worse by the minute. And it cannot be stopped. Paul has been to the end of time. He's witnessed it firsthand. Can't you see? We prepared for what's next out of necessity. Your research is based on work by William Joyce. You respected him. He knew that the fracture would occur, but he also knew that it could be fixed. Will built a way to stop the fracture. This. The countermeasure. We're traveling to the past to retrieve it. You can help us get there faster. Or you can agree to disagree. I'll have to run diagnostics on the machine. I can't promise anything before that. Nick, take Emerald to the machine. Keep an eye on her. You got it. Welcome to the team, Doc. Don't make me shoot you. Đây là kế hoạch của con Beth năm 2010, ok. Xem bên đây nó có gì để khám phá nữa không. Talk to Beth. Nãy mình nhìn vô cái này mà không bấm vô cái kia. What's up? Kế hoạch là gì đây? Đưa anh mày coi ai. Nhìn được không? In the video Will left for me, he said the countermeasure was stolen from his workshop on July 4th, 2010. The countermeasure was stolen from his workshop. Cái máy mà xác định nó là bị ăn trộm vào ngày
4/7 năm 2010. Và ý thằng nhỏ này nói là chúng ta nên quay trở lại 2010 để 2010 để ăn trộm đó. Nếu mà Will nó đúng thì chúng ta sẽ, cái đó chính là một cái sự thay đổi rất là lớn. Chúng ta thể kiểu như là sửa được cái chỗ đó, cái vấn đề sai trái mà bọn nó làm, và chúng ta thể xây sửa toàn bộ. Có lẽ chúng ta sẽ có một tạo cái gì đó tốt tốt đẹp hơn. Còn như bây giờ chúng ta không phải đánh đấm gì nữa. Talk to bed. Ok, và chúng ta phải làm nhanh thôi. Anh nghĩ là bây giờ mình phải quay trở lại cái máy thời gian. Và Miss Sophia at time machine, đúng rồi. Quay lại cái time machine rồi chúng ta phải quay trở lại cái thời điểm 2010 thêm một lần nữa để giải quyết cái vấn đề này. Đó là cách duy nhất thôi. Sophia đâu? Đây, con bé đây. Đấy, nhỏ đó, giáo sư. Em ấy ra đây. Nhìn đẹp ấy chứ. Nhìn mặt cũng được, không nên nói nào mà mình không đứng lại gần được ta. Nó nhỏ này giống như có 500.000 người á. Hút lại gần nhưng mà đi không được rồi. Một lại đi một cái là mình không lại gần được. Kỳ kỳ ta. Assume the control. Ok. Chúng ta phải lên chỗ này để kiểm tra cái control nó có vấn đề gì không. Ok, chúng ta làm rồi nè. Reset the power switch. Reset the power switch nó làm đâu. Tốt chuyện kia. Thế nếu là mình lên được chỗ đó nè. Phải có cái cầu thang ở chỗ này nè, đó, chính xác là vậy. Còn phải đi nguyên đường vòng ra kia. Phải coi. Phải lên qua cái chỗ bên này, mà làm sao để qua cái chỗ bên kia ta? Có cái cửa dưới này. Nhà này có cái cửa nè. Để lên đường nè. Phải có cái lần kia nó có một cái cửa để chắc phải có đường lên. Đường lên chắc đâu đây thôi nha. Chính xác là vậy. À, mình đoán suy đoán quá hay. Mình phải có... Ồ, sao đây hết đường luôn rồi. À, đây đây đây. You gotta be kidding me. Đấy, bắt đầu giống kia phim kinh dị vậy đó. What's wrong? Toto. That's my signature. You made this? I've never even been here before. That woman in the picture is you, isn't it? So Jack, there's something you should know. 1999. I was 8 years old, playing in my backyard, and a woman approached me, told me she was from the future. She gave me very specific details of events that would come to pass. She gave me this, filled with dates, events, proof of it all. Jack, that woman. It was you. Everything I told myself would happen, did. Every detail, for better or worse, came to pass and couldn't be changed. Our fate is laid out before us, Jack. Everything that happened to get us here, every sacrifice that was made, they're all a part of this path. And they can't be changed or undone. Beth. When we step in that time machine, you will see for yourself. Mình có một số thắc mắc là kiểu như nếu mà các bạn thấy em nhỏ này vừa mới nói là chính bản thân nó đã quay trở lại và đưa cuốn sách và nó ghi rõ ngày tháng và những cái sự kiện xảy ra trong cuộc đời nó, tức là cả hai ngày này đều là một, và nó nhỏ này từ tương lai và bé này hồi lúc nó 8 tuổi năm 1999 thì mình cũng đang tự hỏi là nếu mà ai viết cuốn sách đó và ghi nội dung đầy đủ cho nó, tức là nếu mà hồi nhỏ nó được cầm cuốn sách này nó sẽ giữ mãi tới bây giờ, và chính bây giờ nếu mà nó khả năng nó sẽ quay trở về ngược vào quá khứ để nó đưa lại cho con bé đó, và chính là nó rồi, nó nói gì ai viết cuốn sách, vấn đề là ai viết cuốn sách ngay từ ban đầu để có thể nó cầm để quay trở lại, và nó hơi mâu thuẫn một tí, hơi khó hiểu một tí nha, đúng không? Kiểu như ai viết cuốn sách để có thể nó đem về được.
Lúc climb able. Trèo lên được. Ok. Trèo đi trèo. À đây, đây có chỗ. Cho nên là cũng hơi thắc mắc một tí. Mà không biết là nhỏ nó quay trở về thời gian để đưa cái cuốn sổ đó hay không. Thì mình nghĩ là không. Mà nếu là có thì mình cũng muốn biết tại sao là và làm như thế nào. Hoặc là khi nó viết trước rồi. Hoặc đó chỉ là đơn thuần một cuốn sổ khác. Mà bây giờ sẽ viết thêm một cuốn sổ mới nữa để có chứng tỏ là nó đã viết. Wow. Má đùa nhau quá trời ơi. Nó không bảo trước là mình cứ tưởng. Ôi sự nhỏ này teleport ra đây vậy. Đó lên đây thôi, lên lại thôi chứ. Nó kỳ quá. Cái khúc đó là nãy là mình cứ tưởng nhảy qua được luôn. Nhưng mà nó bị có vấn đề, nó cứ sập xuống cho nên mình phải làm ngược, dừng thời gian lại để mình nhảy qua. Ok. Chỗ nào ta? Qua bên kia luôn hả? Thẳng qua bên trên này. Chứ nó không nhảy xuống được. Phải làm dừng lại. Skill reset the power switch. Sao mình bám được ta? Đó, bám được rồi nè. Má sao nó đi chèo cái nút bấm gì trên cao quá gì vậy trời. One more to go. Còn một cái nữa đâu. Nó tút đằng kia lần hả? Sai vậy? Giờ muốn qua kia là mình phải qua cái đường bên này. Đường bên này. Ờ, à, đây có cái đường. Xuống được, xuống được. Mình phải tìm hiểu kỹ cái đường nó dẫn từ đâu tới đâu, đâu thì chúng ta mới đi một đường. Chứ không đi tới đó là chúng ta không biết đường đi lại tốn thời gian nữa. Cho nên, ờ, ok. Mà không biết treo ba cái nút ở trên đây làm gì gió xa. Sao nó làm một cái dây thòng lọt ở dưới cho dễ bấm. Activate the corridor. Chúng ta phải quay trở về ngược quá khứ thôi. Để xem mọi chuyện nó bắt đầu như thế nào. Làm sao để dừng được nó. Giờ làm sao đi xuống nữa trời. Xuống cách này thì nó hơi ảo quá. Ok. The corridor là những cái cục này hả ta. Mỗi lần mà nó nói gì mình cũng không rõ nữa. Nói chung là vậy. Quay trở lại cho nó cũ và chúng ta sẽ kích hoạt cái chỗ này. Và xét ngày tháng đi quay trở về quá khứ thêm một lần nữa. Thêm một lần đâu. Để khám phá xem tất cả mọi chuyện như thế nào. Và chúng ta có thể dừng mọi thứ lại. Chấm dứt câu chuyện. Và cái này có thể hoạt động nó tốt đó chứ. Actually functional. Nó đã sẵn sàng rồi và hoàn toàn có thể hoạt động được. Và đấy rồi. Cái đâu rồi. Đúng rồi, set ngày tháng ngày chỗ này mình nhớ mà. Mình nhớ chỗ này thôi. Chỉnh ngày tháng đề vô chúng ta đi. 2010. Ô phần này là bét nó về hả? What the fuck? Ê, đi với. This is it. There's no turning back. Hey, wait, wait. What did you do? That was the wrong door. You changed the date. Where is she? Where is she? I had no choice. I couldn't let you take the countermeasure. It would put our entire plan at risk. I already called Monarch from the terminal. They're on their way. It's over. Fuck! We need the countermeasure to run the lifeboat. I'm gonna follow through with the plan. Tie her up and get as far away from here as you can. Yeah, I've got this. Don't worry.
tưởng ai ngờ nó gọi cho đám Monash và Monash đang tới đây. July 4 tháng 7 2010. 4 năm, ở lộ 6 năm trước khi xảy ra cái việc bữa của ông Bow. Và chỉ cần đi thôi mà nó 6 năm quay trở lại quá khứ à. Nó tục vậy. Mới đó 6 năm mà sao? Có lộn. Mới chưa gì quay trở ngược 6 năm trước, tục thiệt. Nói về anh mình chắc cũng còn. Mà không biết phải có đây không thôi. Chắc chắn là phải còn. Không thể nào không có được. Rồi không biết thử lúc đó thời gian đó nó có cái máy gì chưa nữa. Mâu thuẫn tập 2. Tức là nếu mà cái máy đó không nằm ở đây thì làm sao mà nó lúc đó chưa làm được cái máy thì làm sao cái máy nó nằm đây mà có thể vận hành được. Nên hơi lạ. Cho nên cũng hơi nhiều thắc mắc một tí thôi. Thấy nó hơi lạ lạ. Mọi người chỗ này mình không rõ là tụi kia nó có không. Mà tụi kia nó có khả năng skill đặc biệt nhưng mà lúc ở thời điểm mà mình bị bắn thôi. Dr. Emerald sent me to the future. I fought for months trying to find a way to get back. I wasn't the only one. Set William's machine to 1999. The first possible exit point. Don't shoot! It's okay! Hey, it's okay! It's okay! I'm on your side. Who are you? I'm Beth Wilder. There's some things you need to know. You're the reason he built the countermeasure. And you've been here ever since. 11 years. Why? Why didn't you come back? We should get ready. We don't have much time. She had changed. And there was a weight in her eyes. Còn nhiều thời gian nữa đâu. Đó các bạn một khoảng thời gian khó khăn đối với bé này. Tức là cái lúc mà nhỏ kia chỉnh thời gian nó đẩy không phải là nhỏ này về nhỏ này nó không phải là kiểu như là về tương lai nữa mà nó về quá khứ đấy là có nghĩa là vậy là lúc này nè con nhỏ này đã bị ông bé thành con doctor nãy nó đẩy nhiều tương lai nhưng mà trong một khoảng thời gian nhất định nó đấu trong vòng mấy năm trời xong rồi nó được gặp nó gặp lại ông Paul và ông Paul xét cái khoảng thời gian về lại năm 1999 và nó nhảy dù chung giống luôn thì hồi nãy nó cũng nói 11 năm là tức là từ năm 1999 tới giờ nó sống như thế này tới 11 năm và nó đợi mình tới bây giờ là 2010 là nó biết mình sẽ quay trở lại nhưng mà vào thời điểm 2010 chứ không phải là vào thời điểm mà 1999 nữa cái đó là cái vấn đề mà nhỏ này vẫn chịu khó sống tới bây giờ tức là nếu mà cho tính vào khoảng thời gian cũ tới giờ thời gian này nó vẫn sống có chục năm rồi cái tuổi của nó không bây giờ rồi. Nó quá già so với những năm hiện tại lẽ bây giờ nó chỉ có hai mấy thôi ví dụ vậy
Tội cô bé, đợi 11 năm không để làm gì cả, chỉ để chống lại thằng Paul cho đẻ kia thôi. Chỉ vì đi ngược thời gian mà làm mất nguyên tuổi thanh xuân của con người ta. Má lầy thiệt chứ. Má mình mà gặp ông nói là mình thề đánh chết mẹ vậy rồi. Má con gái người ta mà đồ chơi lầy vậy luôn. Ủa phải đi theo nó chứ ta. Đâu rồi? Đi lẹ quá vậy. Đâu rồi, đi mất tiêu rồi. Đi đâu lẹo vậy? Ồ, vừa mới nói đi mất tích luôn rồi. Ủa cái cục kia rồi, nó không chỉ nữa ta. Đi lẹo quá, không thấy luôn. No, this crap was here. Không có nào ở đây vào năm 2016. Và ông Bét đâu rồi? Ủa, Bét đâu rồi? Đi như tên lửa vậy? Đã thấy mình không thấy đường đi nữa chứ. Ủa, nãy nó đi đâu ta? Nó đi mà không ngờ. Nhìn tùm lum tà la mà cũng đi lạc được nữa trời. Nó lo chửi thằng kia cái giờ đi lạc luôn rồi. Mà thấy dương thì có gì đó đã ở đây mà chúng ta không thể biết. Một cái chrono gì á. Chính xác là vậy. Ủa nhỏ kia đâu ta? Nó mất tiêu rồi. Nãy nó đi hướng này thôi mà. Ồ, mình cũng đi theo nó mà sao nó ra tới đâu rồi? À đây rồi, má nó đi lên cầu lên đây mà mình không thấy luôn. Game không chỉ luôn mới tục chứ. Hai. Ok. Má, một kế hoạch vào năm 2010 mới nữa. Súng nè, đó. Advance gì đây, mình vừa mới thấy cái gì đó. SMG hạng nặng, đồ tân tiến hơn. Vậy luôn. 240 viên. Dùng cái súng kia là vừa. Mình không thích dùng burst fire vậy lắm. Còn cái nào khác mình thay cái shotgun được không ta? Tactical SMG Carbine Rifle. Nhưng mà đạn không có nhiều nha. Mình muốn kỳ đó đạn nhiều mà xài có ít tí. Light Machine Gun là đó. Chính xác là vậy. Thứ mình đang tìm. Nhưng bù lại là kiểu như when you entered that machine, I wanted to go after you, but I didn't know where Sophia sent you or how to find you. You made it here. It's all that matters. You followed the plan. Whatever happened to you, change it. Don't. We can fix this. Don't. We can undo this. You still don't get it. It can't be changed. No matter what we do, the pieces fall in all of the exact same places. I've tried. Over and over. I can't just sit back and do nothing. You have to let go. Jack. You have to let go. I've seen it. The end of time. That is where she sent me. I was there. I've been fighting this fight my entire life, and I saw us fail. I saw where this leads. I just don't know anymore. I don't know if we can win this thing. We'll die finding out.